quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Giải pháp vì công trình Việt do trang web trầnnhadep.com sản xuất và phát hành. Ngày hôm nay, Kim Cúc muốn mời quý vị và các bạn cùng đến tham quan một căn biệt thự có sân vườn tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại công trình này, chúng ta sẽ được tham khảo một giải pháp thi công nhanh hơn, phù hợp với dạng nhà lợp ngói, với vật liệu tấm cứng calcium silicate. Ngày hôm nay của chúng ta là anh Minh Trí. Xin chào anh. Và ngay sau đây anh Trí sẽ đưa chúng ta đi tham quan một vòng căn nhà đã hoàn thiện. Vậy. Kim Cúc được biết là trong quá trình sửa chữa và xây dựng thêm một khu vực để tăng diện tích sử dụng cho ngôi nhà thì anh đã được các kỹ sư và đơn vị thi công tư vấn giải pháp ứng dụng vật liệu mới cho công trình. Anh có thể chia sẻ rõ hơn về điều này được không ạ? Xin chào Kim Cúc. Thì xuất phát từ cái nhu cầu của gia đình là xây dựng thêm một khu vực mới để sử dụng, tăng diện tích sử dụng cho căn nhà. Thì tuy nhiên trước Tết là khoảng 2 tháng thì khi đó thì anh có tham khảo kỹ sư thì họ bảo là thời gian đó nếu mà mình sử dụng cái cách xây dựng cũ sẽ không kịp tiến độ. Thì các kiến trúc sư và kỹ sư mới tư vấn cho gia đình là sử dụng vật liệu mới cho công trình. Như em đã thấy thì vừa Tết vừa rồi thì gia đình anh cũng đã sử dụng được không gian mới này. Như vậy là chỉ trong vòng 2 tháng thì phần xây dựng thêm của ngôi nhà đã được hoàn thành. Anh Trí có thể nói rõ hơn những phần nào được ứng dụng vật liệu nhẹ để rút ngắn thời gian thi công? Toàn bộ không gian của em đứng ở trong đây thì hầu hết được xây dựng từ vật liệu nhẹ. Ví dụ như những cái phần vách ở trong căn nhà hoặc là phần mái ở đây. Ban đầu thì anh rất là lo lắng nếu mà khi mà sử dụng những cái phần vách, nếu mà sử dụng vật liệu nhẹ như là tấm thạch cao hay tấm xi măng, vì anh lo về độ bền của nó. Tuy nhiên với sự tư vấn của các kỹ sư, có nhiều loại tấm mới và thạch cao có thể có khả năng chịu bền tốt thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu làm vách của mình. Anh sẽ không lo lắng thêm quá nhiều về những chuyện đó. Cái phần thứ hai của căn nhà là cái phần chính của cái căn nhà này, đó là cái phần em nhìn ở trên là cái phần lợp mái ngói của căn nhà. Thì toàn bộ cái căn nhà này, ví dụ như bên gian cũ của căn nhà trước đây phải đổ một lớp bê tông để làm lót mái, thì hiện nay thì với cái tấm xi măng mới thì các anh kỹ sư không cần phải đổ bê tông nữa, nó tiết kiệm được cái thời gian cho công trình rất là nhiều. Thì sử dụng tấm xi măng để lót trước và sau đó sẽ lớp lên một lớp mái. Đó là hai phần mà chính để sử dụng vật liệu nhẹ cho căn nhà. Anh Trí nè, như vậy là hầu hết phần được xây dựng mới ở trong ngôi nhà này đều được ứng dụng vật liệu nhẹ. Nó đã giúp anh tiết kiệm được thời gian như thế nào? Như lúc đầu anh có chia sẻ với em, ban đầu khi mà dự tính xây thành phần mới thì đơn vị thi công nói là khoảng 3-4 tháng mới hoàn thiện được căn nhà. Nhưng mà khi áp dụng vật liệu nhẹ thì chỉ trong khoảng 2 tháng là anh đã hoàn thiện được căn nhà của mình. Nó ngoài việc tiết kiệm thời gian thì khi mà rút ngắn thời gian thì mình tiết kiệm được cái chi phí về nhân công. Và khi sử dụng vật liệu nhẹ thì giảm bớt cái tải trọng của căn nhà, nên anh cũng tiết kiệm được một phần chi phí cho phần làm móng của căn nhà của mình. Như vậy là chúng ta không chỉ tiết kiệm được thời gian mà còn tiết kiệm được chi phí khi ứng dụng vật liệu nhẹ. Nhưng mà em còn một thắc mắc, đó là phần hoàn thiện trang trí bên trong ngôi nhà thì sao? Anh đầu tư cho nó như thế nào? Ngoài những cái phần về thiết bị thì hầu như cái phần vách và trần anh đều sử dụng tấm vân gỗ. Em thấy cái ưu điểm của tấm này, cái vân giấy gỗ này thì nó có về bề mặt của nó và màu sắc của nó mình có thể làm được cái giống gỗ. Mà phần ưu điểm hơn gỗ là nó không bị con ngót bởi nhiệt độ. Đây cũng là một cái phần anh rất hài lòng đối với lại cái vật liệu tấm xi măng. Xin cảm ơn anh Trí ngày hôm nay đã chia sẻ cùng với chương trình. Xin chúc cho anh và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, để tìm hiểu rõ hơn về phương pháp sử dụng và những ưu điểm của tấm cứng trong mái ngói, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tham khảo ý kiến của chuyên gia Nguyễn Trường Hải, là tổng giám đốc của nhà máy Hiệp Phú, đơn vị đã sản xuất tấm cứng Duraflex và tấm trang trí Durawood đã được ứng dụng cho căn nhà của anh Trí. Việc sử dụng cái tấm Duraflex trong mái ngói thay thế cho đổ bê tông dán ngói, tôi tin rằng đây là cái giải pháp mới
và nó có rất là nhiều ưu điểm. Cái đầu tiên mà mình phải nói đó là yếu tố về đảm bảo an ninh. Nó vẫn duy trì cái lợi thế so với lại mình đổ bằng cái bê tông. Như bạn biết thì khi chúng ta đổ một cái sàn, một cái mái bê tông thì chúng ta cần ít nhất phải 3 tuần để chúng ta, sau đó chúng ta mới tiếp tục được. Thì cái việc sử dụng cái tấm này nó giúp cho chúng ta có thể làm trong vòng từ 1 đến 2 ngày là có thể hoàn thành. Cái thứ hai nữa là so với bê tông thì cái sản phẩm này là sản phẩm nhẹ, nó nhẹ hơn bê tông có thể 5 lần. Thì nó giúp cho toàn bộ cái công trình nó giảm được cái tải trọng rất là nhiều. Và với thời gian lắp đặt nhanh, tải trọng công trình nhỏ thì nó giúp cho gia chủ tiết kiệm rất là nhiều chi phí, thời gian. Và quan trọng hơn nữa là nó vẫn đảm bảo cái tính năng của cái công trình, đó là khả năng chống dột tốt, an ninh cao. Và sản phẩm nó là một sản phẩm xanh, cho nên cái yếu tố an toàn và sức khỏe trong công trình nó được nâng cao rất là nhiều. Để thi công một cái mái ngói sử dụng cái tấm Duraflex này, nó tương đối nó rất là đơn giản. Bước thứ nhất là chúng ta phải cần một cái hệ khung bằng sắt và là bằng thép. Thứ hai là chúng ta đưa những cái tấm Duraflex 12 ly lót lên cái khung đó. Thứ ba là để tăng được cái hiệu quả về chống nóng nè, chống ồn, thì chúng ta có một cái lớp cách nhiệt. Và cuối cùng là chúng ta chỉ dán hối lên thì công trình của chúng ta nó sẽ đảm bảo cái yếu tố nhanh và hoàn hảo. DuraWood là một cái sản phẩm mới của chúng tôi. Sau cái sản phẩm Duraplex, DuraWood là một tấm mà nó có vân gỗ. Thì với cái sản phẩm này, mục tiêu lớn nhất của nó là nó thay thế gỗ trong những cái ứng dụng nội và ngoại thất. Về nội thất thì rõ ràng chúng ta thấy là chúng tôi có thể ứng dụng làm sàn nè, làm vách nè, làm cầu thang và làm trần. Về ngoại thất thì sản phẩm này có thể ứng dụng làm vách ốp bên ngoài, làm mái hiên. Những cái tính năng ưu việt của cái sản phẩm này so với gỗ, thứ nhất là nó có khả năng chịu ẩm tốt, chống cháy, đặc biệt là nó không cong vên. Điều quan trọng hơn nữa là nó vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ của sản phẩm, do những cái vân gỗ mà mình có nó như là gỗ thật, và chúng ta có thể sơn theo rất là nhiều màu sắc đa dạng. Cái cuối cùng, bởi vì đây là cái sản phẩm mới và thân thiện với môi trường, cho nên là nó sẽ cung cấp cho khách hàng nhiều sự chọn lựa và an tâm hơn trong cái quá trình sử dụng. Thì như bạn biết, bên cạnh những cái ứng dụng của tấm Duraplex trong cái làm trần nè, làm vách nè, thậm chí cả làm bằng mái ngói, thì tấm Duraplex còn có thể ứng dụng trong cái việc lót sàn cho những cái gác lửng. Thi công này nó cũng rất là đơn giản. Chúng ta có thể sử dụng những cái tấm 15 ly được lót trên một cái dàn khung bằng sắt. Và cái việc hoàn thiện của bề mặt này nó rất là đơn giản và nhanh chóng. Chúng ta có thể lót gạch lên trên trực tiếp trên bề mặt của tấm. Thứ hai nữa là chúng ta có thể dán gỗ hoặc là lót thảm, thì ngay lập tức là chúng ta có một cái không gian hoàn thiện, tiện nghi cho cả gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, với vật liệu nhẹ và phương pháp sử dụng tấm Duraflex, gia đình anh Trí đã hoàn thành căn nhà của mình chỉ trong vòng 2 tháng. Không chỉ tiết kiệm được thời gian, tiền bạc mà tấm Duraflex còn có khả năng chịu ẩm và dễ dàng kết hợp được với các giải pháp chống nóng và thẩm mỹ phù hợp với cả ngoại thất lẫn nội thất. Xu hướng sử dụng vật liệu nhẹ từ lâu đã được ứng dụng rất nhiều trong ngành xây dựng thế giới và hiện nay đang trở thành xu hướng mới của Việt Nam, giúp cho các gia đình Việt có được cuộc sống thoải mái và tiện nghi hơn. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.